Chào mừng quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà đẹp giá rẻ của em gái miền Tây nha. Và lời nói đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý cô chú, quý anh chị đang theo dõi kênh Nhà đẹp giá rẻ của em gái miền Tây một ngày thật nhiều may mắn. Và xem video nhà mới, nhớ đừng quên cho em một cái like, đăng ký kênh và theo dõi những mẫu nhà trên kênh của em gái miền Tây nha. Thì với một căn nhà quá trời đẹp, quá trời dễ thương mà được tặng bộ nội thất rất là đẹp luôn. Bây giờ thì em cũng xin quay tổng quan căn nhà hạ giá mạnh mẽ 100 triệu với căn nhà sổ hồng riêng được tặng bộ ghế salon với diện tích ngăn 4, dài 12 nhà mình hướng Tây Bắc, đặc biệt có 4 phòng ngủ của chú và anh chị ha. Thì với căn nhà có 4 phòng ngủ mà mình ở 8 thành viên, vị trí em đang có mặt tại ngã ba Tân Kim, cách cầu Ông Thình chỉ đúng 900m. Với một căn nhà mà gần quốc lộ 50 cầu Ông Thình, từ quận 8 mình xuống đây chỉ mất 15 phút thôi. Để sở hữu một căn nhà sổ hồng riêng mà tài chính trong tay có 600, ở đây có 600 triệu mua sổ hồng riêng, mình trả trước còn lại ngân hàng cho vay. Đây là đường trước nhà của chúng ta, đường này ra cầu Ông Thình nha cô chú anh chị. Khu vực ở đây thì được cái là dân thì rất là đông ha, đông dân cư lắm luôn và nhà thì san sát nhau. Thì để có một căn nhà giá rẻ là hàng hiếm của chú anh chị. Bây giờ em sẽ quay hết chi tiết từ trên xuống dưới về diện tích căn nhà cho quý cô chú anh chị mình xem. Với căn nhà máy hợp ha, căn mình là căn số 2, đường là đường xe ba gác của chú anh chị ha. Khu vực này là không có vào được ô tô. Và đặc biệt là khu vực này là đồng hồ riêng nè, đồng hồ riêng và điện nước riêng, sổ hồng riêng, vay được ngân hàng 600 triệu với căn nhà giá tổng 1,2 tỷ. Còn thương lượng ngang của chú anh chị đã rẻ rồi mà còn thương lượng mà đã giảm giá rồi còn tặng thêm nội thất nha. Nhà của chúng ta thì được cái là máy hợp như thế này, với tông màu cam trắng nè, có gạch ốp phía trên là màu đá hoa cương, rất là đẹp luôn. Căn nhà được bảo vệ chắc chắn qua một lớp cửa sắt rất là kiên cố luôn. Căn nhà mà giá rẻ mà 1 tỷ 2 mà 4 phòng ngủ thiệt là hàng hiếm, khó thật luôn cô chú anh chị. Mình tìm khắp luôn khu vực Cần Duộc Long An này không có căn nào mà giá 4 tỷ, giá 1 tỷ 2 mà 4 phòng ngủ đâu. Đa số toàn là 2 phòng ngủ với diện tích 40 thôi cô chú anh chị ơi. Nhưng mà đối với căn nhà ngày hôm nay vừa đẹp vừa rẻ vừa hạ giá luôn, 4 phòng ngủ mà 1 tỷ 2 không phát sinh gì nha. Mà căn nhà màu cam là rất là dễ thương luôn, được tặng bộ nội thất rất là xinh luôn ạ. Nhà chúng ta có điểm nhấn là kiểu như là gạch ốp vậy đó cô chú anh chị ha, nhấn rất là đẹp luôn ạ. Và bây giờ á, mình sẽ đi vào bên trong, từ từ mình ngắm nghía cái khía cạnh của căn nhà. Tông màu rất là dễ thương với những cái hoa văn 3D, với những cái bức tranh rất là đẹp, và trên trần thạch cao với điểm nhấn là màu cam trắng ha, có một cái đèn châm và kết hợp một cái những cái chậu bông rất là dễ thương luôn nè. Đây, và một bộ ghế màu vàng nữa rất là đẹp mắt luôn cô chú anh chị ha. Còn đây là những cái điểm nhấn chạy dài xuống dưới rất là đẹp. Và đặc biệt với căn nhà giá rẻ này thì có phòng ngủ phía dưới dành cho những cô chú anh chị em lớn tuổi. Nhà tuy nhỏ nhưng mà được cái là 4 phòng ngủ mình ở từ 8 thành viên, dành cho những gia đình mà đông thành viên mà tài chính thấp. Thì mình vay ngân hàng chỉ 600 triệu thanh toán là em cho mình hỗ trợ những nhà, còn lại là ngân hàng cho vay. Với căn nhà sổ hồng riêng biệt, cam kết là em gái miền Tây bán đúng nhà, đúng giá luôn, đảm bảo đúng y chang như căn nhà này. Từ đường đi vị trí là y hệt luôn như thế này, giá đúng 1 tỷ 2 không phát sinh, rẻ bất ngờ. Thông thường thì những khách coi trên kênh Nhà đẹp của em thì nói là bên em gái miền Tây bán nhà rẻ hơn tất cả những các kênh rất là nhiều. Vì bên em là đầu tư xây dựng bên nhà đất Tâm Nguyệt, là chuyên đầu tư trực tiếp chính chủ luôn, nên giá của bên em là giá đầu tư giá tốt nhất thị trường của chú anh chị ơi. Nó đây là những cái chậu hoa đường lên cầu thang, những cái điểm nhấn cho gia đình chúng ta rất là xinh luôn. Đi làm về mệt mà mình thấy có cái bông này rất là đẹp luôn, cái chậu là cưng ơi là cưng, xinh ơi là xinh, mà đẹp ơi là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Mà nhìn thích ơi là thích với căn nhà quá rẻ luôn cô chú anh chị, cam kết không có căn thứ hai ha. Đây mình cùng em ngắm lại không gian phía trước một lần nữa nha.
quá tuyệt vời luôn, cả em đã mê say đắm khi mà bước vào căn nhà nhỏ nhắn nhưng mà ấm cúng, và đặc biệt cái là pháp lý rõ ràng, minh bạch và đảm bảo quy trình xây dựng kết cấu thì nhà kiên cố cho cô chú anh chị mình đến xem. Và những khách hàng mà mua nhà bên nhà đất Tâm Nguyệt là em đảm bảo cam kết là pháp lý rõ ràng, minh bạch, giá cả là rẻ nhất thị trường và giá nào cũng bán nha, trả giá là bán luôn này, miễn không lỗ là em bán luôn. Đây là căn phòng ngủ phía dưới dành cho những cô chú anh chị em lớn tuổi đây ha. Cửa, hệ thống cửa tất cả đều là nhôm hết, trần thạch cao luôn nè ha. Một căn nhà rất là mới, rất là đẹp, rất là sang. Và phía đây là không gian phòng bếp của chúng ta ha. Mình có thể có một cái chỗ nấu ăn, tuy nó nhỏ nhắn mà ở đông người, mà bốn phòng ngủ mà cần những khách ta đang cần sổ hồng riêng thì mình chốt ngay căn nhà này nha. Em nói thiệt không có căn thứ hai đâu cô chú anh chị ơi, rất là đẹp luôn ạ. Với một căn nhà phải nói là quá tuyệt vời, quá dễ thương, quá xịn sò. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng em lên trên lầu để mình xem ở trên lầu có tất cả là ba phòng như thế nào, mà căn nhà diện tích ngang 42 mà tới 4 phòng lận của chú anh chị ha. Đây là những cái bức tranh đường lên lầu, và cầu thang thì cũng làm cầu thang cao cấp gỗ mà sơn được nước sơn xám nữa của chú anh chị. Và đường lên cầu thang rất là rộng luôn nè ha, mình có thể dễ dàng di chuyển đồ đạc khi mà chúng ta có thể là đem đồ về ha cô chú anh chị ha. Rồi đây là khoảng không gian đầu tiên bước vô là mình thấy căn phòng của chúng ta rất là rộng thoáng luôn nè ha. Trên trần thì trần la phong thạch cao chống thấm luôn, có gì ơi, rất là tuyệt vời luôn ạ. Để có một cái căn nhà đẹp như mơ đó, rất là tuyệt vời luôn. Nhà mình rộng rãi, phòng lớn luôn cô chú anh chị mình nha. Và một điều đặc biệt nữa thì ở đây á là được cái là có trên này được ba phòng nhỏ nhắn mà xinh xắn, thì nhà mình có hai đứa con thì cứ ưng phòng vậy là cho mỗi đứa ha cô chú anh chị ha, hai vợ chồng hai đứa con đó. Thì mình ở ra căn nhà này nhỏ nhỏ nhưng mà ấm cúng rồi cô chú anh chị đó, mình chia ngăn ra như thế này nhỏ nhắn xinh xắn, 1.2 tỷ, 4 phòng ngủ hàng hiếm có thật đó, đúng sự thật luôn. Đây mà cái vị trí đây nó cũng gần quận 8 rồi cô chú anh chị ha. Rồi nhà vệ sinh ở trên lầu nha. Thì một căn nhà ngang 4 dài 12 nhà hướng Tây Bắc, cách cộng hình chỉ 900m, gần quận 8, chỉ 15 phút, với mức giá tổng là 1.2 tỷ không phát sinh, nhà sổ hồng riêng, cam kết không bị quy hoạch đất ở đô thị. Bên em gái miền Tây thì bán nhà thật, giá thật, đảm bảo uy tín cho quý khách lừa nên quý khách hàng có thể an tâm. Ngoài những căn nhà giá rẻ sổ hồng riêng như thế này, bên em còn có những mẫu khác mình có thể cùng tham khảo trên kênh nhà giá rẻ của em gái nha. Đó, mình ưng mẫu nào mình kết bạn Zalo, bên em sẽ tư vấn rõ ràng chi tiết, gửi sổ cho mình xem mình chọn mình ưng mẫu nào rồi trước khi mình xuống xem nhà, để tránh mất thời gian hai bên. Bên em làm việc thực tế, bán nhà thực tế, mình xem mẫu, mình chọn mẫu rồi mình xuống mình chỉ cần coi cái vị trí thôi chứ không cần phải đi lòng vòng hay cô chú anh chị ha. Mến chúc tất cả quý cô chú anh chị, quý khách hàng thật nhiều sức khỏe. Xem video nhớ đừng quên cho em một cái like, đăng ký và ủng hộ cho em gái nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình nha.